rất vui khi được đồng hành với quý vị và các bạn mỗi ngày trên kênh Tin Nóng Đất Việt. Ít phút tới đây của chương trình, chúng tôi sẽ mang tới cho quý vị và các bạn những tin tức mới nhất mà ban biên tập vừa mới tổng hợp được. Quý vị nhớ like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ tới nhiều người cùng xem. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết có trong chương trình. Thủ tướng chịu khổ 10 ngày, 20 ngày còn hơn chịu khổ cả năm. Gần 100% số ca bệnh mắc mới ở thành phố Hồ Chí Minh là F0 ngoài cộng đồng. Đề xuất cho bệnh viện tư thu phí điều trị COVID-19 là hợp lý. Thủ tướng chịu khổ 10 ngày, 20 ngày còn hơn chịu khổ cả năm. Quý vị thân mến, chúng ta chịu khổ 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày còn hơn là chịu khổ cả năm, không làm được gì cả. Chịu khổ thời gian ngắn để cuộc sống sớm bình thường trở lại, Thủ tướng quán triệt. Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi kiểm tra và làm việc về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại một số cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần thứ 3 Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng chống dịch của thành phố và là lần đầu tiên ông tới thành phố Hồ Chí Minh trên cương vị trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Trong buổi sáng, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã có mặt tại điểm an sinh xã hội khẩn cấp ở phường Cát Lái và cảng Cát Lái, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đảm bảo công tác phòng chống dịch nhưng cần chú trọng đến công tác an sinh xã hội, không để người dân bức xúc là thông điệp xuyên suốt của người đứng đầu chính phủ khi làm việc với các đơn vị trong chuyến đi lần này. Chịu khổ 10 ngày, 20 ngày còn hơn cả tháng, cả năm. Tại điểm an sinh xã hội khẩn cấp phường Cát Lái, Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt, các cấp ủy, chính quyền và đoàn thể địa phương cần chuẩn bị nhu yếu phẩm để cung ứng cho người dân không chỉ trong 1 tuần, 2 tuần mà là 3 tuần hoặc lâu dài hơn. Công tác chuẩn bị nhằm đảm bảo người dân an tâm, ai ở đâu ở yên đấy, thực hiện tốt giãn cách xã hội, hạn chế nguồn lây nhiễm. Cần vừa làm vừa động viên nhân dân, muốn nhanh hết dịch cần chấp hành nghiêm việc giãn cách. Chúng ta chịu khổ 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày, còn hơn là chịu khổ cả tháng, cả năm không làm được gì cả. Chịu khổ thời gian ngắn để cuộc sống sớm bình thường trở lại, Thủ tướng quán triệt. Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 nhấn mạnh, trong thời điểm này, chính quyền cơ sở đóng vai trò quan trọng trong công tác tổ chức, đảm bảo an sinh xã hội. Quá trình thực hiện sẽ phát sinh nhiều thực tiễn phong phú, không thể lường trước được. Các phường, các xã phải phát huy sự năng động, sáng tạo. Song song với việc thực hiện nghiêm ngặt việc giãn cách, tận dụng thời gian vàng để ngăn chặn đợt dịch. Ông Phạm Minh Chính lưu ý, các địa phương cần áp dụng nguồn lực của phường, huy động từ người dân, tận dụng sự giúp đỡ của thành phố và bên ngoài để giúp đỡ người dân. Chính quyền phường, xã cũng cần cân đối nguồn lực dựa trên hoàn cảnh, điều kiện khác nhau của từng người dân để hỗ trợ. Chúng ta cần thuyết phục, kêu gọi người dân chung tay trong thời điểm hiện tại. Nếu chiến thắng COVID-19 thì đây là chiến thắng của người dân. Người dân quyết định chiến thắng này. Chúng tôi chỉ hướng dẫn, chỉ đạo để người dân hưởng ứng. Ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong công tác an sinh xã hội, Thủ tướng đề nghị các địa bàn cần tập trung tới người lang thang, cơ nhỡ trong thời điểm dịch bệnh. Trong những ngày dịch COVID-19 bùng phát, nhóm đối tượng này cần được xét nghiệm, nuôi dưỡng, chăm sóc đầy đủ. Phần việc này, chúng ta vừa làm an sinh xã hội, vừa đảm bảo an ninh trật tự. Ở đâu phát hiện người không có nhà, còn lang thang thì tập trung lại trong những ngày giãn cách xã hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị. Để người dân tiếp cận y tế sớm nhất có thể. Nhắc lại phương châm, mỗi người dân là một chiến sĩ, lấy xã phường làm pháo đài. Ông Phạm Minh Chính yêu cầu ngoài các biện pháp an sinh xã hội, các địa phương cần để người dân tiếp cận với y tế sớm nhất. Trong đó, các trạm y tế phường cần phát huy mạnh mẽ vai trò của mình trong khoảng thời gian này. Chúng ta cần thành lập trung tâm khẩn cấp là vì vậy, cần phản ứng nhanh. Các đường dây nóng đã được triển khai để tiếp nhận thông tin. Khi người dân mệt, không thể ra trạm xá, lực lượng y tế phải nhanh chóng tiếp cận, không những bệnh nhân COVID-19 mà đối với tất cả bệnh khác, Thủ tướng quán triệt. Đối với công tác điều trị F0, cơ sở y tế địa phương cần tiếp cận, phân loại, điều trị sớm nhất có thể. Bên cạnh đó, công tác xét nghiệm phải được thực hiện khoa học theo từng nhóm nguy cơ. Chúng ta cần ưu tiên xét nghiệm cho người già, những người có nguy cơ cao chuyển nặng, tử vong nếu nhiễm bệnh. Trong bối cảnh chưa thể xét nghiệm toàn bộ người dân cùng lúc, đối tượng có nguy cơ cao cần được làm trước. Các địa phương cũng cần lưu ý xét nghiệm lại nhiều lần, Thủ tướng nhấn mạnh. Từ kết quả xét nghiệm trên, các phường, xã cần phân loại, giữ vững được các vùng an toàn. Ngoài ra, khi đã phân loại được vùng xanh, những khu vực này cần giữ chắc, đảm bảo an toàn. Thời gian qua, lực lượng quân đội từ Trung ương và các địa phương đã được huy động tiếp sức cho thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19.
Thủ tướng nhìn nhận, ngoài nhiệm vụ chính trị, lực lượng quân đội có 3 việc lớn là quân đội sản xuất, đội quân chiến đấu và đội quân công tác. Cụ thể, với tinh thần chống dịch như chống giặc, quân đội đang ngày đêm chiến đấu vì sức khỏe nhân dân. Bên cạnh đó, quân đội cũng làm công tác vận động, giúp đỡ nhân dân và tăng gia sản xuất tại các địa bàn đảm bảo an toàn. Hình ảnh của bộ đội Cụ Hồ, quân đội nhân dân Việt Nam có ý nghĩa rất lớn trong việc động viên người dân thời điểm hiện tại. Lực lượng quân đội cũng cần kiềm chế những phần tử xấu, kích động trong bối cảnh diễn biến phức tạp, không để ảnh hưởng đến an ninh trật tự, Thủ tướng nhấn mạnh. Gần 100% số ca bệnh mắc mới ở thành phố Hồ Chí Minh là F0 ngoài cộng đồng. Quý vị thân mến, gần như tất cả những ca bệnh mới được phát hiện đều là F0 ngoài cộng đồng, với tỷ lệ nhiễm ở mức khá cao. Chuyên gia y tế cảnh báo, những người vừa có kết quả test nhanh âm tính vẫn có thể đã mang bệnh nên tuyệt đối không được chủ quan. Bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến ngành y tế sẽ hoàn tất việc lấy mẫu xét nghiệm cho 2 triệu người vào hôm nay, 25 tháng 8. Khu vực đang được ngành y tế tập trung triển khai lấy mẫu là những vùng có nguy cơ lây nhiễm ở mức cao và rất cao, vùng cam và vùng đỏ. Do đó, số ca nhiễm bệnh những ngày tới có thể sẽ tiếp tục tăng nhanh. Dẫn chứng từ bác sĩ Hưng cho thấy, thực tế xét nghiệm trong ngày 23 tháng 8 được ngành y tế triển khai cho thấy trong số gần 169.964 mẫu được lấy thì có tới 6.231 trường hợp dương tính, chiếm tỷ lệ 3,67%. Đây là con số thấp hơn ngưỡng mức lây nhiễm cao của thế giới 5%, nhưng điều đó cho thấy số ca nhiễm bệnh trong quần thể cộng đồng tại những vùng nguy cơ cao của thành phố Hồ Chí Minh đang ở mức báo động, bác sĩ Hưng nói. Dữ liệu được công bố từ cổng thông tin COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, trong ngày, toàn thành phố thực hiện được 137.971 mẫu xét nghiệm thì ghi nhận 4.610 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó có 3.877 trường hợp được phát hiện ngoài cộng đồng, chiếm 84%. Các địa phương đang trở thành điểm nóng của dịch COVID-19 gồm Bình Thạnh, quận 5, 6, 7, 10, Tân Bình, Phú Nhuận, Tân Phú, huyện Hóc Môn. Riêng tại huyện Hóc Môn, nơi này ghi nhận 144 trường hợp dương tính được phát hiện trong ngày. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thành Đồng, Viện trưởng Viện Sốt rét, Ký sinh trùng, Côn trùng thành phố Hồ Chí Minh đang trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch trên địa bàn cho biết, phương án xét nghiệm đang triển khai quyết liệt trên diện rộng để phát hiện và bóc tách bằng được F0 ra khỏi cộng đồng. Việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 toàn dân trong thời điểm này vô cùng quan trọng. Thứ nhất, phát hiện ra F0, chúng ta có thể biết được tối thiểu ai đang nhiễm hay không, từ đó chủ động phòng chống dịch bệnh và có các giải pháp tiếp theo. Thứ hai, giảm được tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, Phó giáo sư Thành Đồng nói. Tuy nhiên, trên thực tế, việc xét nghiệm chỉ có thể quét ra được một tỷ lệ mắc bệnh nhất định chứ không thể phát hiện được hết các ca F0. Phó giáo sư Thành Đồng cho biết, sau khi phát hiện F0 đợt cao điểm xét nghiệm, chúng ta vẫn phải tiếp tục theo dõi các quần thể âm tính, bởi vì ngưỡng phát hiện của test nhanh hiện nay không phải là tuyệt đối. Do vậy, người nhiễm vẫn có thể tồn tại trong dân cư. Theo ông Đồng, tại một số vùng có ca nhiễm cao, các xã, phường có khu cách ly chật hẹp. Nếu phát hiện ra nhiều F0 có thể dẫn đến những khó khăn trong việc xử lý và đưa họ đến các khu cách ly. Công tác phòng chống dịch đang đòi hỏi phải có sự chỉ đạo linh hoạt để đưa các F0 tới cách ly, nhất là người ở khu nhà trọ, dân cư đông hoặc những trường hợp không có người chăm sóc y tế tại nhà. Trước tình hình F0 trong cộng đồng tăng cao, huyện Hóc Môn đã triển khai thêm các điểm cách ly tập trung tại các xã, huyện. Khu cách ly tập trung COVID-19 tại xã Xuân Thới Thượng đã có sự hỗ trợ của lực lượng quân đội, kết hợp cùng y tế và chính quyền trong công tác phòng chống dịch và chăm sóc điều trị người bệnh COVID-19. Đề xuất cho bệnh viện tư thu phí điều trị COVID-19 là hợp lý. Quý vị thân mến, ngoài các gói điều trị được nhà nước miễn phí, nhiều bệnh nhân chấp nhận chi trả các khoản chăm sóc, điều trị theo yêu cầu. Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc đề xuất cho bệnh viện tư nhân được thu phí khám và điều trị theo yêu cầu của người bệnh là đề xuất hợp lý. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản kiến nghị Bộ Y tế, Bộ Tài chính xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền chấp nhận cho các cơ sở y tế tư nhân được thực hiện dịch vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 theo yêu cầu và được thu giá dịch vụ tương ứng. Theo đó, trong trường hợp ngân sách nhà nước đảm bảo một phần hoặc toàn bộ chi phí điều trị cho bệnh nhân COVID-19, đề nghị Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi trả cho các bệnh viện tư nhân khi thực hiện điều trị bệnh nhân COVID-19. Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam,
Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp thông tin về lý do Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản đề xuất Bộ Tài chính về việc cho phép bệnh viện tư được thu giá dịch vụ khám và điều trị bệnh nhân COVID-19. Theo bác sĩ Hoài Nam, đáp lại lời kêu gọi của Bộ Y tế, lực lượng y tế tư nhân đang đồng hành cùng các cơ sở y tế công lập điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Đến nay, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã nhiều bệnh viện đã chuyển sang điều trị bệnh nhân COVID-19 toàn phần hoặc một phần. Quan điểm của Sở Y tế thành phố thì hệ thống công lập và ngoài công lập đều được đối xử như nhau trong công tác quản lý. Theo bác sĩ Hoài Nam, hiện nay các bệnh viện tư đang rất khó khăn khi chuyển đổi sang điều trị COVID-19. Nhiều bệnh viện tư thiếu máy thở, thiếu nhân lực và trang thiết bị liên quan hiện đang cần được chia sẻ hỗ trợ để tăng thêm trang thiết bị, tăng thêm oxy, tăng máy thở phục vụ người bệnh. Thời gian qua, các cơ sở y tế ngoài công lập có nhiều đề xuất về việc cho phép thu phí một số dịch vụ, trong đó có những đề xuất hợp lý. Cụ thể, nhiều bệnh nhân COVID-19 nhẹ nhưng muốn được chăm sóc trong bệnh viện tư nhân, được ở riêng một mình một phòng. Do đó, ngoài các gói miễn phí theo quy định sẽ được nhà nước miễn phí hoàn toàn, thì Sở Y tế kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Bộ Tài chính xem xét thông qua các chính sách theo đúng quy định để các bệnh viện tư thu phí điều trị các dịch vụ khám và điều trị theo yêu cầu của bệnh nhân COVID-19, bác sĩ Hoài Nam nói. Qua khảo sát của Sở Y tế thành phố tại các cơ sở y tế tư nhân, việc mua sắm thuốc, vật tư y tế cũng như định mức sử dụng, chi phí cho công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 giữa hệ thống y tế công lập và tư nhân rất khác biệt. Cơ sở y tế tư nhân mua sắm không qua đấu thầu nên giá mua sắm một loại thuốc, vật tư y tế cao hơn so với giá mua của các cơ sở y tế công lập. Lương của các nhân viên y tế tại cơ sở y tế tư nhân cao hơn. Từ thực tế trên, việc ngân sách nhà nước chi trả theo chi phí thực tế phát sinh cho bệnh nhân COVID-19 điều trị tại các cơ sở y tế tư nhân gặp khó khăn. Theo báo cáo của các cơ sở y tế tư nhân, hiện có rất nhiều bệnh nhân có điều kiện chi trả và sẵn sàng chi trả chi phí điều trị COVID-19 để được điều trị theo yêu cầu, cũng như chia sẻ một phần cho ngân sách nhà nước để sử dụng ngân sách cho các nội dung khác trong phòng chống dịch COVID-19. Do đó, các cơ sở y tế đề nghị cho phép cơ sở y tế tư nhân được thu giá dịch vụ khám và điều trị bệnh nhân COVID-19.